Sau nhiều tháng tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an Hà Tĩnh có đủ căn cứ xác định một tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Ngay lập tức, một ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải triệt phá tổ chức này càng sớm càng tốt, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng tham gia cũng như các nghi phạm trong quá trình phá án. Sau một quá trình chuẩn bị, rạng sáng ngày 31 tháng 7, ban chuyên án quyết định triển khai các lực lượng lên đường sang Lào đánh án. Gần 17 giờ, đoàn xe băng màn đêm, luồn lách qua những khe núi hiểm trở đã hoàn thành cung đường 600 km. Rạng sáng 2 tháng 8, tiếng của chỉ huy ban chuyên án vang lên như tiếng súng hiệu lệnh. Mọi người nhanh chóng theo tổ, đội cơ động, lên xe chờ sẵn tại các con ngõ nhỏ, hướng về khu kinh tế Tam Giác Vàng. Ngay khi mục tiêu là tòa cao ốc nơi tổ chức lừa đảo đang hoạt động được xác định, tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng lục soát. Sau hơn 4 giờ nghẹt thở, 155 nghi phạm lừa đảo quốc tế bị bắt giữ. Sáng ngày 3 tháng 8, đoàn xe dài nối đuôi nhau đưa 155 nghi phạm từ tỉnh Bò Kẹo trở về thủ đô Viêng Chăn. Nhưng sau một giờ xuất phát, bất ngờ một quả đồi bên dưới bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất đá, cây cối đổ xuống chắn ngang đường đi. Đối mặt với tình thế bị kẹt giữa rừng núi, một mặt ban chuyên án thông báo tình trạng đến lực lượng cứu hộ Lào nhằm sớm giải tỏa đường đi. Mặt khác, đoàn xe buộc phải quay lại điểm xuất phát, nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngày hôm sau, đường về thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm trở về để tiếp tục đưa về Việt Nam. Đoàn lập tức rời tỉnh Bò Kẹo và di chuyển về ga tàu Bon Ten để trở về Viêng Chăn. Để đảm bảo việc đưa 155 nghi phạm cùng lực lượng đánh án lên tàu an toàn, ban chuyên án đã phải thuê hai toa tàu ở phía cuối. Đúng 18 giờ ngày 7 tháng 8, ban chuyên án đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở công an tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng ngàn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.